Một nhóm bạn bị mắc kẹt trong xác con tàu ngầm với 7 cá mập bao quanh, chỉ trong ít phút mà người cụt tay kẻ cụt chân, gần như tất cả đã trở thành bữa ăn giàu dinh dưỡng cho lũ baby shark. Với những nỗ lực cô gái đẩy bạn trai lên mặt nước, còn bản thân làm mồi nhử dụ đám cá mập kia trở lại tàu. Hết oxy nên cô phải tháo bình dưỡng khí, một mình xoay sở tìm đường thoát thân. Con cá mập phát hiện mục tiêu liền lao đến, cô gái cầm thanh sắt trên tay tử thủ tới cùng, bằng nhiều chút may mắn cô đã biến nó thành món cá mập xiên que. Vậy nhưng gia đình con baby shark này rất đông thành viên, liệu rằng cô ấy có thể toàn mạng trở về? Trong thế chiến thứ hai, một chiếc tàu ngầm trúng ngư lôi nổ tung dưới lòng đại dương, một vài thủy thủ đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Vậy nhưng đã đen lại còn rậm lông, bọn họ bị bao vây bởi một đàn cá mập khát máu, từng người một lần lượt trở thành bữa ăn của bọn chúng. Nhiều năm qua đi không ai biết rõ về vụ việc, một ông lão tên Levi vẫn miệt mài tìm tung tích con tàu. Hàng ngày ông rong buồm ra khơi xem xét tình hình, rảnh rỗi thì tranh thủ đan len kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Hôm nay người cộng sự của ông phát hiện ra xác con tàu chiến, Noe báo lại khiến Levi giật mình rời khỏi chỗ ngồi. Ông tập trung để giữ liên lạc với Noe, trong khi anh chàng vào trong con tàu xem xét. Càng vào sâu tín hiệu càng chập chờn. Tuy nhiên Noe bị cuốn hút bởi trí tò mò lên tiếp tục khai phá. Cầm đèn pin trong tay Noe bơi dọc hành lang, nhưng rồi anh dừng lại trước một ô cửa kính, một cảm giác lạnh gáy khiến anh ấy tạm dừng cuộc thám hiểm. Noe trở lên trong niềm vui sướng tột cùng của Levi, thì ra ông ấy đã dành hơn 40 năm để tìm kiếm con tàu. Ông lão mà mọi người thường bảo điên khùng ảo tưởng đã đúng, đây là một phát hiện vô cùng quan trọng. Nâng chai bia chúc mừng Noe tỏ ra vui không kém, anh chàng thậm chí đã vạch kế hoạch kiếm bộn tiền từ phát hiện này, một cơ hội đổi đời có 102. Cùng lúc đó, nhóm bạn đại học của Noe đã có mặt bên bờ biển, trong số họ có cô y tá tên Sam, da trắng mặt xinh, tâm hồn to tròn đẹp vô cùng tốt tính. Mặc dù biết bản thân đang bị chặt chém khi mua chiếc vòng kết từ sợi len, cô vẫn sẵn sàng trả đủ $40 cho bé gái. Thấy tay cô bé bị thương, Sam còn lấy nước sát trùng, đồng thời kê một đơn thuốc dặn cô bé về bảo mẹ mua cho uống. Nhóm bốn người xách hành lý tới quán giải khát của Levi, họ chờ chưa được bao lâu thì Noe về tới, Riley mừng rỡ chạy tới ôm cậu bạn, tiếp theo là Logan kính cam và Brett tóc bạc. Riêng Sam lại có phần bối rối, dường như hai anh chị ngày trước đã từng học đánh vần cùng nhau. Tiếng Levi cắt ngang cuộc hội ngộ mùi mùi xúc động, ông ấy cầm theo một chai rượu quý để đãi khách. Cả bọn cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, Riley nhiều chuyện lại được cái vô duyên, cô nàng không để ý đến cảm xúc của nhỏ bạn, hỏi Noe đã có người yêu chưa? Noe ngập ngừng một lát rồi nói ra cái tên Salop, quả nhiên gương mặt Sam buồn hẳn, cô đâu biết rằng đó là tên con thuyền Noe vừa tìm thấy. Chỉ đến khi anh giải thích cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Brett nghe thấy vậy vô cùng hào hứng, cậu ta nài nỉ Noe khoan hãy báo với chính quyền, để ngày mai cả bọn cùng nặn xuống khám phá. Noe bảo mình không có quyền quyết định, Brett hiểu ý quay sang thỏa thuận với Levi, anh chàng ra giá khởi điểm $1,000 và kết thúc với con số 10,000, vậy nhưng Levi đã thẳng thừng từ chối. Brett chưng hửng quay lại hỏi đám bạn, vậy chúng ta sẽ làm gì trong 3 ngày sắp tới? Không ai trả lời mà chỉ cười trừ. Tối hôm đó bọn họ đã quên vụ con tàu chiến, ai nấy đều vui vẻ chè chén quanh đống lửa ngoài trời. Noe ngồi tách biệt một chỗ và Sam đi tới, qua ánh mắt có thể nhận ra, cả hai đều còn tình cảm với đối phương. Không khí đang vui thì điện vụt tắt, Noe phải xách can xăng ra cho Levi chạy máy phát. Thì ra tháng vừa rồi Levi không đóng tiền điện nên mới bị cắt, Noe hỏi chuyện ông lão mới chia sẻ thật sự, do nhiều năm dồn công sức và tiền bạc tìm kiếm Salop, ông ấy đã phải vay mượn và nợ nần ngập đầu, số tiền tính đến hôm nay đã là $36,000. Không còn cách nào khác, Noe đành phải nói chuyện riêng với Brett, anh mạnh dạn đề nghị cậu bạn trả $50,000 để thám hiểm con tàu chiến. Brett không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay, tuy nhiên cậu ta yêu cầu Noe dẫn cả nhóm xuống. Dù lo lắng cho sự an toàn của mọi người nhưng Noe buộc phải đồng ý, bởi anh hiểu rằng Levi xứng đáng có được số tiền đó, và không có nó cuộc đời ông sẽ vất vả tới khi xuống lỗ. Brett vui mừng thông báo cho cả nhóm, căn dặn bọn họ không uống thêm rượu để 6 giờ sáng mai tập hợp. Logan tiếc nước tu nốt cốc, thế là sáng hôm sau tỉnh dậy người ngợm vẫn nôn nao. Brett và hai cô bạn nhanh chóng có mặt, Noe khởi động tàu đưa cả nhóm tới địa điểm tàu chìm. Anh thả neo rồi kêu mọi người chuẩn bị đồ lặn, đồng thời nhắc nhở tất cả phải thận trọng giữ an toàn. Thế nhưng Noe chưa nói hết câu thì Logan đã nhảy xuống biển, mũ lặn chân vịt mỗi thứ rơi một nơi. Noe vội vàng xuống theo trang bị nốt đồ nghề cho cậu bạn, anh cũng không quên cảnh báo còn tái phạm sẽ tống cổ lên bờ. Logan gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cả bọn nối đuôi nhau tiến vào xác con tàu. Noe thận trọng buộc sợi len đỏ ở cửa tàu, điều đó sẽ giúp họ không bị lạc khi muốn tìm đường ra. Men theo hành lang cả bọn tiến sâu vào con tàu, Brett rất hào hứng, anh cảm thấy $50,000 mình bỏ ra thật đáng đồng tiền bát gạo. Noe thì vẫn thận trọng ngó trước nhìn sau, liên tục nhắc nhở các bạn không được di chuyển lung tung. Đến độ sâu nhất định Noe kiểm tra đồng hồ áp suất, anh khuyên Brett quay lại nhưng cậu ta bỏ ngoài tai, nhất quyết phải khám phá thêm một tầng nữa. Không thể để mặc thằng bạn dại, Noe đành chiều ý,
anh tiếp tục kéo sợi len đánh dấu đường đi. Brett mở được cánh cửa và nhìn thấy một túi khí, ngay lập tức cậu gọi đám bạn chui vào căn phòng. Tháo mặt nạ, Brett giả vờ khó thở làm ai nấy đều hoảng hốt hền. Noe tỏ vẻ không vui trước trò đùa ngu ấy, anh đề nghị nghỉ ngơi một lát rồi cả bọn trở về. Thế nhưng Logan lại rút trong túi ra nửa lít rượu, hồn nhiên làm một ngụm rồi đưa nó cho Brett. Bọn họ muốn tận hưởng trải nghiệm có một không hai này, mặc dù biết rằng uống rượu dưới này tác dụng gấp 10 lần trên mặt đất. Đột nhiên Riley lia ánh đèn và phát hiện một dòng chữ trên tường. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh ấy. Mọi người còn chưa kịp thảo luận thì một tiếng động phát ra, sợi len bị kéo căng bất thường rồi đứt làm đôi. Ai nấy đều hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ lại có ai khác ngoài họ cũng đang ở dưới này. Noe nhận định điều đó là không thể, mà cho rằng một con vật gì đó vừa bơi qua. Anh quán triệt mọi người phải trở lên càng sớm càng tốt, Brett lúc này cũng rén lên không phản đối gì thêm. Bình dưỡng khí chỉ đủ cho 30 phút nữa, Noe trấn an cả nhóm cần bình tĩnh để tránh nhịp thở hỗn loạn, rồi bằng trí nhớ của mình anh đi trước dò đường. Riley nhìn thấy ánh sáng chiếu cuối hành lang liền bơi tới kiểm tra, quả nhiên bên trên là lối thoát, tuy nhiên nó đã bị một tấm lưới sắt kiên cố chặn đường. Noe bảo mọi người kiểm tra dung lượng bình oxy và tìm cách khác. Riley khá hốt hoảng khi bình của mình chỉ còn 15%. Noe ngay lập tức trấn an cô bạn, anh bảo rằng mình còn đến 2/3 bình, nếu cần thiết có thể cho Riley hít chung rồi cùng cười. Nói rồi Noe dẫn đầu cả nhóm bơi dọc theo hành lang, rất nhanh anh đã tìm thấy cầu thang lên phía trên. Logan mừng rỡ nói rằng mình sẽ dán ca nhắm bia, thế nhưng đúng lúc ấy có con baby shark lao tới mang cái chân anh đi làm mồi nhậu. Logan hét lên đau đớn trong khi mọi người đều hoảng loạn, máu chảy loang lổ cả căn phòng. Noe biết rằng con cá mập sẽ quay lại, anh thúc giục những người bạn mang Logan rời đi. Máu từ vết thương của Logan không ngừng chảy nên Sam phải hô dừng lại để băng bó. Con cá mập lượn một vòng rồi theo mùi tanh của máu tìm đến. Noe vội vàng kéo cậu bạn vào một căn phòng gần đó. Họ hợp sức thành công đóng cửa, tạm thời thoát khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi. Có một chút may mắn khi đây là phòng y tế của con tàu chiến. Sam lục tìm các ngăn kéo để tìm đồ sơ cứu vết thương cho Logan. Cô ấy bảo mọi người giữ chặt Logan gần lại để mình kẹp động mạch chủ, trong khi con cá mập vẫn điên cuồng thúc vào cánh cửa. Logan vùng vẫy vô cùng đau đớn. Sam quay lại tủ tìm được ít thuốc giảm đau, không chút chậm trễ cô lấy nó và tiêm cho cậu bạn. Vậy nhưng do mất nhiều máu, Logan đã rơi vào trạng thái hôn mê. Sam tiến hành cấp cứu nhưng không còn kịp nữa, Logan chút hơi thở cuối cùng và tim ngừng đập. Con cá mập thì vẫn lăm le phá cửa. Brett đành đưa ra quyết định có phần tàn nhẫn, đó là dùng xác cậu bạn làm mồi nhử để cả bọn thoát thân. Họ đẩy Logan ra khỏi cánh cửa, nhân lúc con quái vật lao đến đớp mồi thì rời đi. Thế nhưng Riley lại bị vướng phải một thanh sắt. Noe nhận định cách này không ổn, trước mắt họ cần quay trở lại túi khí để đảm bảo an toàn. Lên đến nơi Sam tiến hành băng bó vết thương cho cô bạn, Brett thì quay sang quy trách nhiệm và trách mắng Noe. Riley phải hét lớn để dừng cuộc tranh cãi vô nghĩa ấy lại, cô thông báo bình khí của mình chỉ còn 6%. Noe hiểu rằng bằng đó là không đủ để lên mặt nước, Sam một lòng phải ở lại cùng cô bạn, còn hai chàng trai sẽ trở lại tàu để gọi cứu hộ. Mọi người đều hiểu đó là cách tốt nhất, Noe và Brett mỗi người cầm một thanh sắt làm vũ khí rồi khởi hành. Tất nhiên họ vẫn ưu tiên cho phương án tránh giao tranh, bởi vậy cả hai di chuyển rất nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Noe vừa thấy sợi len thì con cá mập xuất hiện, nó lao đến tấn công khiến anh bị một tấm sắt đè lên người. Brett cố gắng giải cứu cậu bạn nhưng tấm sắt quá nặng, con cá mập quay lại buộc lòng anh phải rút vào một căn phòng gần đó. Nhân lúc con cá mập say mồi, Noe cởi bình oxy chui khỏi khe hẹp. Vậy nhưng chẳng bao lâu sau nó đã quay trở lại, lối ra đã rất gần nhưng Noe hiểu rằng mình không có cơ hội thoát thân. Tình thế cấp bách anh buộc lòng phải đập vỡ bình oxy, dùng nó như một thứ vũ khí hữu hiệu để tấn công con cá mập. Đuổi được nó đi, Noe ngay lập tức di chuyển tới chỗ bình oxy của Logan. Dù đeo được chiếc mặt nạ dưỡng khí nhưng nó còn quá ít, buộc lòng anh ấy phải trở lại chỗ của Sam và Riley. Brett vẫn bị mắc kẹt trong phòng kín, nhìn ngó xung quanh anh thấy một đường ống hẹp. Biết không thể ngồi im chịu chết, Noe trấn an Riley ở lại túi khí, còn mình và Sam sẽ tìm một lối thoát khác. Sau một hồi mò mẫm, cả hai tới được phòng chứa đạn. Noe biết rằng ở đây chắc chắn có đường dẫn lên boong tàu, vậy là anh bảo Sam đứng chờ còn mình sẽ quay lại đón Riley. Trong giây phút sinh tử chưa hay, Sam không kìm được cảm xúc mà trao cho tình cũ một nụ hôn. Cùng lúc đó, Brett đã tìm được lối thoát hiểm, anh ngoi lên mặt nước và cố gắng báo cho Levi biết sự tình. Vậy nhưng khoảng cách quá xa, Brett phải bơi lại thuyền, được nửa chừng thì toàn thân anh bị kéo xuống khỏi mặt nước. Thì ra con cá mập đã bám theo Brett, nó vừa mới đớp mất một cái chân của anh ấy. Máu loang lổ và Brett cố gắng vùng vẫy trong đau đớn, con cá mập vẫn lượn lờ ngay bên dưới, sau đó nó biến Brett thành bữa chưa giàu chất đạm. Bên trong tàu chiến, Noe đã thành công đưa Riley tới khoang chứa đạn. Anh để cô ấy ở lại rồi cùng Sam lặn xuống tìm đường vận chuyển đạn lên boong tàu. Họ cùng nhau dùng sức mở một cánh cửa, bộ xương trắng đổ xuống khiến ai nấy đều giật mình. Bên trong vẫn còn vài thi hài như thế, Sam phát hiện ra ánh sáng ở cuối phòng,
Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì con cá mập quay trở lại, bọn họ mau chóng đóng cánh cửa rồi về chỗ Riley. Noe xin lỗi vì đã kéo cả bọn vào chuyện tồi tệ này, anh thừa nhận mình đã thỏa thuận với Brad vì tiền. Vậy nhưng Sam vốn là người hiểu chuyện, cô trấn an Noe hãy để lên bờ rồi giải thích sau. Bị dồn tới chân tường máu liều của Riley dồn lên não, cô nảy ra ý định giết con cá mập thay vì tìm đường trốn tránh. Sam bảo không thể nhưng Noe đã có cách, cá mập không thể bơi ngược, nếu dụ được nó vào một đường hẹp chắc chắn nó sẽ mắc kẹt. Phía trên Levi cũng đã nhận thức được nhóm của Noe đang gặp nguy hiểm, ông đập khóa hòm lấy ra bộ đồ lặn đã cất từ lâu, của mình lên đường giải cứu. Sẵn bị thương Riley tình nguyện làm mồi nhử, cô cởi dây vải để máu chảy ra, Sam và Noe thì núp lùm bày binh bố trận. Rất nhanh con cá mập đã mắc bẫy, nó lao nhanh đến tấn công Riley, cô ấy di chuyển qua khe hẹp, cả ba phối hợp nhịp nhàng thành công nhốt nó lại, cái giá phải trả là Noe bị ngoạm một miếng vào cánh tay. Khống chế được con cá mập cả nhóm dễ dàng thoát khỏi chiếc tàu chiến, tuy nhiên họ đâu ngờ họ hàng nhà nó đang chờ bên trên. Riley chưa kịp vui đã bị một con tấn công, bọn nó xé cô ấy thành từng mảnh vụn trong vòng phút mốt. Sam đeo bình dưỡng khí lại cho Noe rồi đẩy anh lên mặt nước, còn bản thân làm mồi nhử dụ con cá mập quay lại tàu. Vừa hay Levi đến nơi giải cứu Noe, trong khi đó Sam bắt đầu khó thở vì thiếu dưỡng khí. Cô hít một hơi dài rồi tháo bộ đồ lặn giảm trọng lực, sau đó bơi lại phòng chứa đạn. Con cá mập vừa bị nhốt nhìn thấy Sam thì cay lắm, nó vùng vẫy muốn thoát ra để báo thù. Sam thì mặc cha nó ngoi lên hít tí không khí, cô định tìm đường chuột rút thì một con khác xuất hiện. Sam buộc lòng phải đu người cố thủ, đợi con quái thú đi qua mới tiếp tục hành trình. Tới cuối hành lang Sam lại chạm mặt con khác, trong lúc ôm đầu chịu trận Sam đã nhìn thấy thanh sắt, cô liền cầm chắc hai tay đứng thủ thế, con cá mập lao đến liền bị xiên que. Cũng may nó chỉ là baby shark, Sam thành công hạ mục tiêu và bơi khỏi con tàu. Vừa ra tới ngoài thì chị con baby shark lao tới, Levi phải dùng thân mình để cứu Sam một mạng. Nuốt nỗi đau vào lòng cô vội vàng ngoi lên mặt nước, dù chỉ có thể sử dụng được một tay Noe cũng cố gắng kéo bạn gái cũ lên. Thời gian qua đi cặp đôi đã trở thành vợ chồng và có với nhau một cậu con trai, họ có trình báo con tàu kia với chính quyền hay không thì không thấy đề cập tới. Và đó cũng là kết thúc của bộ phim. Nếu thấy hay đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký nha. Cảm ơn tất cả mọi người.